Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán thính giả biết, trong những ngày qua Đảng Cộng Hòa họp ở tại Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, thì người ta đeo băng tai là một hình thức là cựu Tổng thống Donald Trump bị mưu sát và bị thương ở tai. Người ta đeo băng tai ý nói lên là cùng đồng cảm với cựu Tổng thống Donald Trump. Và đây là một hình thức dấu chỉ của sự đoàn kết ở trong Đảng Cộng Hòa. Đoàn kết trong Đảng Cộng Hòa, và việc mà đeo băng tai ấy, nó trở thành một cái cao trào quần chúng bây giờ ở Mỹ. Những người mà thương mến cựu Tổng thống Donald Trump, họ đeo băng tai. Và điều này làm cho những đảng viên Dân Chủ cảm thấy nhức nhối khi mà đảng của họ trước đây không có mấy sự mâu thuẫn, nhưng bây giờ mâu thuẫn rất là lớn rồi. Đó là vì sức khỏe của đương kim Tổng thống Joseph Biden. Và Tổng thống Joseph Biden không chịu ngưng việc tranh cử để mà trao cái ngọn đuốc cho thế hệ sau á, thì các đảng viên Dân Chủ phản ứng bây giờ phải nói rằng là rất kịch liệt. Hôm qua tôi đã nói về câu chuyện một vị dân biểu ở California, một vị dân biểu có bề thế vì từng làm trưởng ủy ban nhiều ủy ban và cũng từng là một trong những người cầm cặp táp lên tới Thượng viện mà truy tố cựu Tổng thống Trump để trút phế cựu Tổng thống Trump. Đó là dân biểu Adam Schiff, một đồng minh với cựu Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi. Ông Adam Schiff đã công khai lên tiếng yêu cầu đương kim Tổng thống Joseph Biden ngưng chuyện tranh cử. Và Tổng thống Joseph Biden đã nói: "Tôi chỉ ngưng việc tranh cử khi mà bác sĩ nói rằng tôi không còn có sức khỏe nữa, phải là điều kiện đó." Và Tổng thống Joseph Biden hôm qua khi tới Las Vegas thì cũng đã bị dính COVID nên bây giờ là đang trong thời gian cô lập nha. Đang cô lập để mà dưỡng bệnh nha. Thì chúng ta lại biết có những tin tức rất bất lợi cho đảng Dân Chủ. Cựu Tổng thống Barack Obama có nói chuyện với đương kim Tổng thống Joseph Biden, đó là cơ hội của Tổng thống Joseph Biden và của đảng Dân Chủ trong những ngày qua xuống dốc trầm trọng, khó mà thắng được cựu Tổng thống Donald Trump. Khi mà nói như vậy á, là cựu Tổng thống Barack Obama ám chỉ: "Thôi bây giờ ngưng cuộc tranh cử, trao ngọn đuốc cho người khác đi." Rồi gì nữa? Cựu Chủ tịch Quốc hội bà Nancy Pelosi cũng nói chuyện với Tổng thống Joseph Biden và không công khai, nhưng là nói là giữa hai người nói với nhau thì bà đã nói: "Thôi ngài hãy ngưng cuộc tranh cử này đi, vì chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa hết. Hãy để cho người khác trẻ hơn, có sức khỏe hơn để mà tranh cử. Tổng thống hãy trao ngọn đuốc cho thế hệ sau đi." Rồi cũng chính Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ ở tại Thượng viện, người lãnh đạo các đảng viên của Dân Chủ ở Thượng viện cũng đã nói: "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc ngài phải ngưng cuộc tranh cử." Rồi ông Hakeem Jeffries là lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở tại Hạ viện cũng đã lên tiếng: "Đảng của chúng ta đang gặp rất nhiều xáo trộn, cần có một người có sức mạnh để mà đoàn kết lại đảng. Nên mong rằng Tổng thống hãy ngưng cuộc tranh cử."
Vậy là Đảng Dân Chủ đang gặp rất là nhiều khủng hoảng. Khủng hoảng hơn nữa, đó là một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ rất là nổi tiếng, trước đây là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện. Thì vị thượng nghị sĩ này vừa mới bị kết án 16 tội danh về vấn đề tham nhũng, hối lộ và làm tình báo cho nước ngoài. Kết án vào ngày 16 tháng 7 năm 2024. Đó là thượng nghị sĩ Robert Menendez. Trước đây tôi có làm chương trình về thượng nghị sĩ này bị luận tội rồi, nhưng bây giờ bị kết án thì tôi cũng sơ lược lại một chút xíu. Thượng nghị sĩ Robert Menendez, mà quý khán giả biết tiếng Anh chữ Robert mà đọc thân thương gọi là Bob, nên cũng có thể được gọi là Bob Menendez. Ông này sinh năm 1954 ở tại New York. Cha mẹ ông là những người Cuba, di dân từ Cuba sang New York vào năm 1953. Thời kỳ ấy, Cuba và Mỹ rất là thân thiện với nhau, chưa có cách mạng của ông Fidel Castro vào năm 1959, nên họ di dân từ Cuba sang New York và sinh ra ông Robert Menendez ở nơi đó. Phải nói tuổi thiếu niên của ông Robert Menendez cũng trải qua nhiều khó khăn. Nhưng rồi sau khi ra trường đại học thì ông đã hoạt động chính trị. Ông trở thành thị trưởng của một thành phố nhỏ tên là Union City ở New Jersey. Rồi sau đó ông tiến thân lên làm dân biểu liên bang. Rồi ông trở thành thượng nghị sĩ của liên bang. Ông nhận chức vào năm 2007. Đến nay là đã 17 năm hơn rồi. Ông trở thành một trong những vị thượng nghị sĩ nổi tiếng có thế lực khi ông là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện. Ông từng lập gia đình và đã ly hôn một lần. Người vợ đầu của ông là bà Jane Jacobson. Ông lập gia đình với bà năm 1976. Ông ly hôn bà vào năm 2005. Và năm 2020, ông bước thêm một bước lập gia đình với bà Nadine O'Sullivan. Và đây là một trong những nguồn cơn mà trong những ngày qua người ta truy tố đó. Quý khán giả biết khi ông làm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện thì nhiều người, doanh nhân cũng như là những tình báo của các quốc gia Trung Đông như là Qatar, Ai Cập đã tiếp cận ông và họ gửi cho ông nào là đồng hồ mắc tiền, rồi vàng bạc, rồi xe vân vân. Ông đã nhận và vào năm 2017 bên phía của Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông. Và lúc đó đó thì ông chưa có lập gia đình lần thứ hai. Người ta nói rằng là có những bằng chứng rất thuyết phục, nhưng ông đã dùng cái vị thế của ông để rồi nói rằng phiên tòa đó là mistrial, tức là xử không đúng, thì đã được dismissed. Tới năm 2020, ông lập gia đình với bà Nadine Osler. Tới năm 2020, ông đã lập gia đình với bà Nadine O'Sullivan. Bây giờ ở bên Mỹ còn thêm tên họ của chồng thì gọi là Nadine O'Sullivan Menendez. Thì khi bà này ăn ở với ông, bà đã nổi lòng tham.
bà trở thành là cái người trung gian để mà nhận tiền, để mà nhận cái này, nhận cái nọ, nhận vật chất từ những đối tác. Nghĩ rằng là như vậy thì cơ quan FBI không có điều tra ra được. Thí dụ bà đã nhận được những chiếc xe sang trọng và bà đã nói cho ông Robert Menendez biết, nhưng ông cứ làm y như là không biết gì hết. Rồi bà gặp gỡ những tình báo của Ai Cập, họ gửi cho bà nhiều tiền lắm. Để sao? Để mà ông Robert Menendez với tư cách là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện thì sẽ có những gì đó quyết định nó có lợi cho Ai Cập. Và y như thế cũng có sự tiếp cận từ bên nước Qatar, những nước Trung Đông, thì bà vợ của thượng nghị sĩ Robert Menendez là bà Nadine đã nhận hết. Thế cách đây mấy tháng khi mà tòa án đã luận tội, tức là indictment, luận tội rồi, chưa có xử, thì bà Nadine Menendez bà nói rằng là bà bị bệnh ung thư, thì tòa đình chỉ, chưa có định ngày xử bà, nhưng cũng đã có định ngày xử thượng nghị sĩ Robert Menendez. Và xử xong rồi thì 13 ngày bồi thẩm đoàn đã nghiên cứu và đã luận tội cũng như là kết án 16 tội danh nhận hối lộ, rồi nói dối, tức là ngăn cản công lý, obstruction of justice của thượng nghị sĩ Robert Menendez. Trong thời gian mà thượng nghị sĩ Robert Menendez bị đưa ra tòa như vậy thì đảng Dân Chủ, từ người này đến người nọ, nhất là thống đốc ở tại New Jersey, yêu cầu ông hãy từ chức, nhưng ông không từ chức. Thế là ở trong đảng Dân Chủ có một người, đó là ông Andy Kim, gốc Hàn Quốc nha. Ông tranh cử trong nội bộ thì ông đã được đề cử cho đảng Dân Chủ kỳ này là ứng cử viên thượng nghị sĩ cho đảng Dân Chủ ở New Jersey. Ông Robert Menendez thì ông thấy như vậy, ông mới ghi danh, vẫn tranh cử, vẫn quyết tâm giữ cái ghế thượng nghị sĩ, vẫn tranh cử với tư cách là cá nhân, là gì đó là Menendez for Senate. Sau khi mà ông đã bị kết án 16 tội danh như vậy thì ông vẫn trả lời với báo chí rằng ông không có tội, ông rất là thất vọng vì bồi thẩm đoàn đã có một quyết định ông cho rằng là sai lầm về ông, không hiểu về ông. Ông có nhận tiền, nhận vật chất gì đâu. Những gì ông làm là cho nước Mỹ chứ không phải là cho cá nhân ông. Nên ông có trả lời là tôi nhất định không từ chức và tôi vẫn tranh cử. Đó là quan điểm của ông. Nhưng bên phía của Bộ Tư pháp, họ đưa ra những bằng chứng tiền mặt, ít nhất là bao nhiêu trăm ngàn để ở nhà. Vì đây giống y như người Việt Nam, người Cuba khi tới Mỹ, họ e ngại có thể là mất tài sản của họ bất cứ lúc nào, thì họ để tiền mặt ở nhà. Tiền mặt và nhiều thỏi vàng, nhiều ngàn cây vàng, rồi những vật giá trị khác. Thì họ nói tất cả những này thì rõ ràng đây là những gì mà những doanh nhân đã thú tội trước và ra đó làm chứng ở tại tòa, thì nó đúng ăn khớp với những gì mà vật chứng, tức là các thỏi vàng ở nhà của thượng nghị sĩ Robert Menendez. Trong những ngày tới, tòa sẽ định ngày để mà kêu án ông
phải ở tù nhiều năm trời khi mà kêu án. Nhưng ông cũng muốn giống như là cựu Tổng thống Trump sử dụng cái ghế thượng nghị sĩ của mình để xem thử rằng là mình có thoát tội hay không. Nên ông có trả lời: tôi không từ chức, tôi không từ chức thượng nghị sĩ. Nếu mà kêu án tôi đi tù thì tôi đi tù, nhưng tôi tin rằng tôi đã làm những gì đó là cho nước Mỹ, chứ không phải là làm tình báo hoặc là nhận hối lộ. Thế là ông quyết tâm là vẫn ngồi lại cái ghế thượng nghị sĩ, và ông nói tôi vẫn tranh cử. Tôi tranh cử với tư cách là cá nhân, không còn dính líu gì với đảng Dân Chủ nữa, được không? Thì đó là quan điểm của ông. Nhưng thượng nghị sĩ Chuck Schumer là lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở Thượng viện đã ngay lập tức yêu cầu ông hãy từ chức đi. Đừng để cho đảng Dân Chủ mất mặt nữa. Đây là một sự ô nhục cho đảng Dân Chủ, vì thượng nghị sĩ Robert Menendez là thượng nghị sĩ đầu tiên khi còn tại chức nhé, bị luận tội và kết án nhé, 16 tội danh tham nhũng, hối lộ và nhận tiền của nước ngoài để mở ngoặc đóng ngoặc là làm tình báo cho nước ngoài. Thượng nghị sĩ Robert Menendez vẫn quyết tâm ngồi lì trên cái ghế đó. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi thì tôi cũng đã nói rồi, thể chế nào cũng có những người tốt, người xấu. Thể chế nào cũng có những người lợi dụng chức vụ của mình. Ở bên Mỹ cũng thế. Thượng nghị sĩ Robert Menendez cũng đã lợi dụng chức vụ của mình để mà hưởng lợi cá nhân. Số tiền đó đối với bên Mỹ không lớn, nhưng mà đối với Việt Nam là lớn à, chứ không phải nhỏ đâu. Nhiều tiền mặt mấy trăm ngàn đô nha, rồi vàng, bạc, nữ trang, xe cộ, tổng cộng lên khoảng chừng vài triệu đô la. Đối với bên Mỹ vài triệu không là gì, nhưng đối với Việt Nam vài triệu là lớn. Tính ra như vậy khoảng chừng 5-60 tỷ tiền Việt Nam bây giờ đó. Thì chúng ta thấy ở bên Mỹ cũng có cảnh này. Họ nhận hối lộ qua người thân của họ nữa. Như trong trường hợp của thượng nghị sĩ Robert Menendez nhận hối lộ qua người vợ thứ hai là bà Nadine Oslinian. Quý khán giả biết những người mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ cứ hay nói về Việt Nam, nhưng gặp những cái trường hợp này ở bên Mỹ thì họ im. Họ hay nói Việt Nam nhận hối lộ, tham nhũng này nọ, nhưng cảnh mà Mỹ trước mắt họ, thượng nghị sĩ Robert Menendez của đảng Dân Chủ làm những cái chuyện tày trời này, thì báo chí truyền thông của Mỹ đã lên tiếng, thì những cơ quan truyền thông của Việt Nam ở hải ngoại không dám lên tiếng luôn. Tôi không hiểu tại sao, nhưng đây là sự thật diễn ra ở nước Mỹ. Không phải tôi nói để nói xấu nước Mỹ, mà nói lên là thể chế nào cũng có những ưu điểm và khuyết điểm. Có những cá nhân lạm dụng vào thể chế, lạm dụng chức vụ của mình để hưởng lợi cá nhân. Ở bên Việt Nam cũng có. Và chính vì như vậy nên chúng ta thấy dưới thời kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiến dịch đốt lò thật là hưng cháy. Ngay cả những cán bộ cao cấp là ủy viên Bộ Chính trị, là chủ tịch nước cũng phải trả lời trước pháp luật. Tứ trụ thì không bị truy tố về pháp luật vì có lẽ đây là tiền lệ. Nhưng những vị khác, từ những người này người nọ, là bị truy tố hết. Thí dụ ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đó, ngày hôm nay vẫn còn đang ngồi trong lò đó, mặc áo Juventus đó, thì phải mừng cho đất nước có những vị lãnh đạo như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm như vậy, diệt sạch những sâu bọ, những con sâu làm rầu nồi canh của đất nước, thì chúng ta mừng.
Nhưng không phải là việc như vậy là sạch liền đâu. Đương nhiên thể chế nào cũng có những con sâu cả. Hết người này thì cũng tới người khác thôi. Ở bên Mỹ cũng vậy. Không phải chỉ có một mình Thượng nghị sĩ Robert Menendez từng là chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Thượng viện, một vị cao cấp ở trong thể chế của Mỹ á. Không phải chỉ có một mình ông, mà đương nhiên cũng còn có nhiều người khác cũng đã từng bị truy tố và bị đi tù như vậy. Nên chúng ta trân trọng những gì mà đất nước của chúng ta gặt hái thành công, và chúng ta tìm ra những con sâu và những khuyết điểm của thể chế để chúng ta điều chỉnh, xây dựng đất nước ngày càng đoàn kết và phát triển. Ở bên Mỹ, họ truy tố Thượng nghị sĩ Robert Menendez không có nghĩa là thể chế của nước Mỹ là xấu, nhưng mà họ cũng điều chỉnh đó. Thấy những ai làm sai thì mang ra truy tố và bỏ tù họ để nước Mỹ ngày càng tươi đẹp hơn. Chính Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã kêu gọi ông Robert Menendez, là một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, trước đây á là chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Thượng viện, hãy từ chức ngay và đừng có tranh cử nữa. Để sao? Để Đảng Dân Chủ vượt qua những khó khăn kỳ này và đoàn kết để tiến vào cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 thì may ra mới có cửa. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.